Hi hi hi, welcome back. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video của sinh viên Eric và mình là Lan Anh. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ môn đạo đức kinh doanh và chúng mình sẽ tiếp tục record cuốn sách đạo đức kinh doanh, và hôm nay sẽ là chương 5, tiêu chuẩn quy trình và mong đợi đối với một doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm. Ok, let's start it. Tiêu chuẩn và quy trình. Câu hỏi đầu tiên mà chủ sở hữu và nhà quản lý RPE phải tự hỏi là chúng ta nên đề ra những nguyên tắc, giá trị và tiêu chuẩn nào để hướng dẫn các thành viên và nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan. RPE khác với các doanh nghiệp khác như thế nào? Mọi doanh nghiệp đều đề ra tiêu chuẩn, quy trình và nuôi dưỡng những mong đợi của các bên liên quan. Điều làm cho RPE khác với các doanh nghiệp khác là chủ sở hữu và nhà quản lý của RPE chủ động hình thành các tiêu chuẩn, quy trình và những mong đợi hợp lý của doanh nghiệp và xem đó như là hướng đi chắc chắn nhất để cải thiện kết quả hoạt động, tạo lợi nhuận và đóng góp vào sự tiến bộ kinh tế. Một chương trình đạo đức kinh doanh được thiết kế và triển khai tốt sẽ mang lại cho tất cả thành viên của doanh nghiệp những hướng dẫn và thông tin cần thiết để có những lựa chọn và hành động hiệu quả, kinh tế và có trách nhiệm. Tại sao các tiêu chuẩn và quy trình quan trọng? Có nhiều lý do để doanh nghiệp định ra những tiêu chuẩn và quy trình cho nhân viên và người thực hành của mình, đồng thời nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý và quyền liên quan. Những tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi giúp tập trung năng lực của nhân viên với người thực hành vào việc đạt được những mục tiêu và đích đến của doanh nghiệp. Chúng cho phép các bên liên quan biết được họ có thể mong đợi điều gì. Khi các tiêu chuẩn và quy trình là rõ ràng và các bên liên quan đã có những mong đợi hợp lý thì các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng có thể hình thành. Doanh nghiệp tích lũy vốn xã hội cần thiết để cạnh tranh một cách hiệu quả, ít tốn kém và có trách nhiệm trong thị trường toàn cầu. Khi các tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi không được thiết lập tốt, chủ sở hữu và nhà quản lý sẽ không thể ủy quyền một cách an toàn hoặc là mong mỏi các bên liên quan sẽ được phục vụ tốt. Doanh nghiệp sẽ thường xuyên nhận những thành viên của mình hoạt động với nhiều mục tiêu đan xen vì họ không rõ được mình mong đợi những gì. Chiến lược và kế hoạch hành động của doanh nghiệp sẽ thiếu sự tập trung và quyền lực. Khi các tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi không rõ ràng, doanh nghiệp không thể sẵn sàng đo lường kết quả hoạt động của mình. Thật không công bằng nếu như buộc nhân viên hoặc người thực hành chịu trách nhiệm giải trình trước ý đồ xấu hoặc là nhận định sai lầm trong khi các tiêu chí đề ra là không chắc chắn. Các bên liên quan và kể cả trong hay ngoài doanh nghiệp sẽ thất vọng, hoài nghi hoặc xa lánh doanh nghiệp vì những mong đợi của họ đã không được thực hiện. Các yếu tố này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến niềm tin của nhà đầu tư, sự thỏa mãn khách hàng, vai trò nhà cung ứng được ưa chuộng và đối tác chiến lược và cả tinh thần của nhân viên. Làm thế nào để bảo tồn tính sáng tạo của nhân viên? Các tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi không chỉ là những cơ chế kiểm soát, chúng cung cấp những hướng dẫn cần thiết để nhân viên và người thực hành có thể lựa chọn và hành động một cách tự tin. Một tập hợp tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi được thiết lập tốt sẽ thực sự mang lại cảm giác ổn định. Nếu chủ sở hữu và nhà quản lý tôn trọng chính sách của chính mình, thì nhân viên và người thành có thể hành động một cách tự do và tự tin trong phạm vi được xác lập. Tiềm năng đáng kể của con người có thể được phát huy vì nhân viên và người thành không còn e ngại về kỷ luật vì vi phạm một số tiêu chuẩn mà họ không biết. Họ sẽ có một phạm vi tự do nhất định để sử dụng những trí tưởng tượng, tài năng phong phú của mình để thực hiện công việc thay mặt cho doanh nghiệp. Quản trị có trách nhiệm. Xuyên suốt doanh nghiệp là một chuỗi liên hoàn gồm thẩm quyền, trách nhiệm, công việc và trách nhiệm giải trình. Đứng trên chuỗi trách nhiệm này thì là chủ sở hữu và đại diện của họ. Chủ sở hữu hoặc các đại diện của RPE thường theo một quy trình 3 bước để thiết lập hướng dẫn chính sách cho hoạt động quản trị có trách nhiệm. Thứ nhất, họ ủy thác một số phạm vi thẩm quyền cho các nhà quản lý. Tiếp theo, họ thiết lập mục tiêu của doanh nghiệp bao gồm giá trị mà nó mang lại cho cộng đồng. Thứ ba, họ thiết lập những giới hạn hoặc ràng buộc rõ ràng đối với việc sử dụng thẩm quyền mà họ đã trao. Các dạng chính sách này khá toàn diện, chúng bao quát tất cả những chọn lựa và hành động của nhân viên và người thực hành trong doanh nghiệp, đó là các nhà quản lý, giám sát viên và người lao động. Sau khi chủ sở hữu sở đại hay đại diện của họ đề ra chính sách và quy trình của quản trị có trách nhiệm, các nhà quản lý sẽ hình thành phương pháp hoạt động, hành vi và nghĩa vụ cho nhân viên các cấp và cho người thực hành. Họ xác định những niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp và thiết lập những hướng dẫn mà nhân viên hay người thực hành cần có để đáp ứng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan. Quy trình quản trị có trách nhiệm có 3 điều khoản cụ thể đặc biệt quan trọng đối với giải trình, trách nhiệm xã hội và hành vi của các giám đốc. Tuyên bố triết lý trách nhiệm, giải trình khẳng định quan điểm của hội đồng quản trị là trách nhiệm hàng đầu của mình đối với các cổ đông mà hội đồng đại diện, chứ không phải là ban giám đốc. Tuyên bố triết lý trách nhiệm của xã hội khẳng định một quan điểm của hội đồng quản trị rằng mặc dù hội đồng quản trị có nghĩa vụ toàn tâm với lợi ích của cổ đông, nhưng cũng phải chú trọng đến trật tự xã hội và phải xem doanh nghiệp là một thành viên tốt của cộng đồng. Cuối cùng, tuyên bố hành vi của một giám đốc thể hiện cam kết tuân thủ hành vi đạo đức, chuyên nghiệp và hợp pháp của từng ủy viên hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị ủy quyền quản lý. Trong những tình huống khi chủ sở hữu không hoàn toàn tham gia điều hành doanh nghiệp, họ hoặc đại diện của mình sẽ trao đổi một số phạm vi quyền hành cho ban giám đốc, nên quản trị có trách nhiệm chủ trương trao thẩm quyền này cho một người. Người đó, dù được gọi là tổng giám đốc điều hành, CEO, chủ tịch hay tổng giám đốc, sẽ được trao thẩm quyền quản lý mọi người khác trong doanh nghiệp. Theo cách sắp xếp này thì các vị trí thẩm quyền là rất rõ ràng. Đại diện của chủ sở hữu có một nhân viên chịu trách nhiệm về mục tiêu vận hành, đó chính là CEO. Theo đó, CEO chịu trách nhiệm giải trình trước hội đồng quản trị. CEO sẽ giao một
phân thẩm quyền của mình cho các nhân viên khác thông qua các tiêu chuẩn quy trình mà mong đợi, nhưng CEO vẫn phải chịu trách nhiệm giải trình trước hội đồng quản trị đối với tất cả những quyết định và hành động được thực hiện, những mong đợi của chủ sở hữu về kết quả quản lý, các chính sách của chủ sở hữu liên quan đến kết quả quản lý gắn liền với những mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. CEO không có quyền lựa chọn hay thực hiện những hành động không được tính toán hợp lý nhằm đạt được những mục tiêu định sẵn của doanh nghiệp. Các chính sách được xác định mục tiêu nên quản trị có trách nhiệm chú trọng vào việc xác định rõ ràng những mục tiêu của doanh nghiệp. Một tuyên bố về mục tiêu hiệu quả thường có 3 phần: thứ nhất, kết quả giúp doanh nghiệp tồn tại; thứ hai, những người thụ hưởng có kết quả này; và thứ ba là giá trị tương đối của những kết quả đó. Thoạt tiên, các thành phần kết quả nêu trên có liên quan đến thành quả tài chính chắc chắn. Với những doanh nghiệp có cổ phiếu được giao dịch mạnh trên thị trường thì kết quả liên quan đến thành quả tài chính. Tuy nhiên, theo như bài học của John Carver thì không phải lúc nào cũng vậy. Ở một số công ty nhỏ mới khởi nghiệp chẳng hạn, những kết quả mong muốn có thể là làm việc độc lập và với các đối tác tin cậy trong một lĩnh vực thú vị, cộng thêm lợi nhuận tài chính thỏa đáng. Ở một số công ty gia đình, giá trị mà các chủ sở hữu mong muốn lại là sự thỏa mãn vì các thành viên trong gia đình có thể làm việc và kinh doanh cùng một ngành cộng với lợi nhuận tài chính thỏa đáng. Phạm vi của kết quả hoạt động có thể là thị phần, tăng trưởng vốn dài hạn, lợi nhuận, thu nhập ổn định, nghiên cứu và phát triển thành công. Các đại diện của chủ sở hữu phải hiểu rõ tất cả những mong mỏi của chủ sở hữu để xác định đâu là kết quả mong đợi của doanh nghiệp và làm thế nào để truyền đạt các kết quả này với nhân viên và các bên liên quan. Thành phần người thụ hưởng cũng khá rõ. Vì các chủ sở hữu chính là người nhận, tuy nhiên Carver đã lưu ý không phải tất cả chủ sở hữu đều có cùng quan tâm. Trong khi hội đồng quản trị thì đại diện cho tất cả chủ sở hữu, hội đồng quản trị phải nắm bắt những mối quan tâm đa dạng này của tất cả chủ sở hữu, đồng thời cũng phải lưu ý sức mạnh tương đối của cộng đồng cổ đông. Mặc dù cổ đông đa số có quyền nhận được phần chia theo tỷ lệ từ kết quả kinh doanh, hội đồng quản trị không được hỗ trợ cổ đông đa số một cách quá mức. Cuối cùng, thành phần giá trị tương đối đòi hỏi các đại diện chủ sở hữu phải sắp xếp ưu tiên cho những kết quả và đối tượng thụ hưởng mà họ đã xác định. Hiếm khi tất cả chủ sở hữu có cùng một kết quả hoạt động như mong muốn, chẳng hạn như một số có thể sẵn sàng bỏ qua thu nhập hiện tại để dành vốn đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển. Số khác có thể muốn đảm bảo rằng quyền lợi đa số của họ giúp họ có được lợi nhuận bất cân xứng hoặc ảnh hưởng lên hội đồng quản trị, bất kể tuyên bố mục tiêu trước đó đã nói là gì. Ban giám đốc cần được các chủ sở hữu hoặc đại diện của họ nói rõ kết quả hoạt động thành công của doanh nghiệp phải như thế nào. Các phương tiện xác định chính sách. Khi hội đồng quản trị định ra những giới hạn quản lý, Carver đề nghị họ nên quyết định những ràng buộc cơ bản về quản lý, tùy ban giám đốc sẽ quyết định làm như thế nào để đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền của hội đồng quản trị trao cho. Khi mục tiêu sau cùng của API là tạo ra giá trị cho chủ sở hữu thì những cân nhắc khác của API thì sao? Ví dụ có bên liên quan đến pháp trị và quy tắc đạo đức. Đây là những vấn đề về phương tiện. Chúng không phải là lý do cho sự tồn tại của doanh nghiệp, nhưng chúng cho doanh nghiệp biết thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ, những ràng buộc pháp lý của doanh nghiệp và mối quan hệ của nó có với các bên liên quan, mặc dù quan trọng nhưng không phải là lý do để doanh nghiệp tồn tại. Do đó, để duy trì tính linh hoạt trong quản lý, hội đồng quản trị cần thiết lập các chính sách định rõ giới hạn quyền lực của phía quản lý thay vì định sẵn những chỉ dẫn hành động. Carver khuyến nghị rằng hội đồng quản trị cần tự hỏi những tình huống hoạt động hay quyết định quản lý nào mà chúng ta không thể chấp nhận được ngay cả khi chúng có tác dụng. Ngay cả khi đang đạt được mục tiêu thì những rủi ro, sự vi phạm đạo đức và chuẩn mực mà hội đồng quản trị muốn ấn định giới hạn. Khi hội đồng quản trị trả lời được những câu hỏi này thì nền quản trị có trách nhiệm đòi hỏi hội đồng quản trị phải định rõ tất cả những giới hạn muốn áp đặt lên cấp quản lý. Chẳng hạn, xem ví dụ về phương tiện giới hạn trong mục 5.4 thì sức mạnh của phương pháp này đó là dù các giới thẩm quyền quản lý không được thể hiện công khai nhưng thực chất là có hiệu lực. Thẩm quyền quản lý được thực thi trong phạm vi trên với ý định tốt đẹp nhằm mục tiêu của doanh nghiệp sẽ được sự sáng tạo, linh hoạt có giới hạn. Các nguyên tắc thiết lập tiêu chuẩn quy trình quản lý và những mong đợi cũng giống như hoạt động quản trị, trách nhiệm ở cấp hội đồng quản trị liên quan đến việc định ra mục tiêu và phương tiện cho nhà quản lý. Cấp quản lý cũng có trách nhiệm thiết lập tầm nhìn cho doanh nghiệp, mục tiêu và đích đến, các tiêu chuẩn quy trình và mong đợi để hướng dẫn nhân viên và người thực hành của doanh nghiệp. Cẩm nang API đề ra một số nguyên tắc sau đây để khuyến khích các chủ sở hữu và nhà quản lý áp dụng thực hiện những trách nhiệm nêu trên. Nỗ lực hướng đến những mục tiêu và tiêu chuẩn cao hơn. Doanh nghiệp phải luôn hướng đến những tiêu chuẩn cao hơn. Những mong đợi về hành vi đạo đức của doanh nghiệp sẽ thay đổi liên tục khi điều kiện thị trường luôn thay đổi trong cả phạm vi khu vực và toàn cầu. Những giá trị và niềm tin xuất hiện không chỉ ở thị trường mà còn ở trong văn hóa tổ chức và cuộc sống cá nhân của nhân viên. Doanh nghiệp phải liên tục tổng hợp những phản hồi từ các bên liên quan ở trong và ngoài doanh nghiệp để đề cập và điều chỉnh chương trình đạo đức kinh doanh của mình, cân nhắc những khác biệt văn hóa. Văn hóa rất khó đo lường và những khía cạnh của văn hóa còn khó sử dụng trong việc ấn định các tiêu chuẩn, quy định và mong đợi. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy các quy trình ra quyết định đạo đức khác nhau ở các nước, quốc tịch và văn hóa đó vẫn chưa nói đến kết quả. Người ta nhận thấy rằng có những khác biệt lớn trong vấn đề về hành vi kinh doanh có trách nhiệm, cách phát ngôn khi giải quyết vấn đề và những phản ứng phù hợp về mặt quản lý đối với hành vi của nhân viên. Xác định những ngoại lệ theo tiêu chuẩn của nước nhà.
Toàn cầu hóa và sự gia tăng giao thương và đầu tư xuyên biên giới đã mang lại cho các doanh nghiệp một phạm vi văn hóa và giá trị rộng lớn. Quá trình toàn cầu hóa bao gồm áp lực gia tăng từ xã hội dân sự, phương tiện truyền thông, từ chính phủ và của nhiều nước khác. Các doanh nghiệp được mong đợi tuân thủ những giá trị đạo đức của nước mình. Họ cũng phải cân nhắc những tiêu chuẩn do động lực toàn cầu hóa đã mang lại. Đôi khi doanh nghiệp phải có những ngoại lệ và tiêu chuẩn quy trình có mong đợi khi làm việc với các đối tác ở ngoài phạm vi nước nhà. Thông tin lý do tại sao? Để đảm bảo rằng văn hóa tổ chức hội nhập và diễn ra theo mục tiêu và đích đến của doanh nghiệp, chủ sở hữu và nhà quản lý nên thông tin rõ những tiêu chuẩn quy trình và mong đợi và cả lý do nền tảng của chúng. Họ cần giải thích tại sao hành vi kinh doanh có trách nhiệm lại quan trọng trong việc cải thiện kết quả kinh doanh, tạo lợi nhuận và thúc đẩy sự thịnh vượng cho cộng đồng của doanh nghiệp. Chủ sở hữu và nhà quản lý phải giải thích cho nhân viên và người thực hành hiểu tại sao việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy trình và mong đợi là cần thiết và nhất quán với những niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp. Cho phép nhân viên tham gia xác lập tiêu chuẩn. Cần có sự đối thoại để ra các tiêu chuẩn quy trình và mong đợi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cùng các nhân viên và người thực hành. Khi hình thành và điều chỉnh chương trình đạo đức kinh doanh, cấp quản lý và ban giám đốc phải hiểu được vấn đề nào liên quan đến hành vi kinh doanh có trách nhiệm là có tầm quan trọng thiết yếu đối với nhân viên, đảm bảo là có sự đóng góp của nhân viên là cần thiết, nếu không kết quả có thể là sự hoài nghi và xói mòn lòng tin giữa nhân viên và cấp quản lý. Nắm rõ trách nhiệm hoạt động và trách nhiệm đạo đức, phải thể hiện rõ ràng trách nhiệm hoạt động và trách nhiệm đạo đức của các nhà quản lý và nhân viên trong các quy tắc đạo đức và trong những khía cạnh khác của chương trình đạo đức kinh doanh. Mối quan hệ giữa nhân viên và người giám sát phải được chế tài bởi hai nguyên tắc: sự hợp pháp và trách nhiệm giải trình. Tầm nhìn quản lý đối với doanh nghiệp. Mục tiêu cốt lõi: không đánh mất mục tiêu tạo giá trị trở lại cho chủ sở hữu. Ban giám đốc có trách nhiệm thiết lập lý do cơ bản cho sự hiện diện của doanh nghiệp dưới dạng một tuyên bố mục tiêu, khơi gợi tinh thần nhân viên và người thực hành. Mục tiêu vượt khỏi khuôn khổ lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định chính mình, không giống như những mục tiêu và mục đích cụ thể. Mục tiêu cốt lõi thực tế không thể đạt được, nhưng như Colin và Porras đã mô tả thì mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp giống như một ngôi sao ở tận chân trời mà ta không bao giờ đến được. Nó vẫn mãi là định hướng và khơi gợi tinh thần. Mục tiêu cốt lõi phải là tuyên bố xúc tích về cách thức mà doanh nghiệp sẽ đáp ứng một số nhu cầu của cộng đồng. Tuyên bố này phải nắm bắt được lý do các nhân viên và người thực hành hàng hái đi làm việc. Nó mặc nhiên thừa nhận rằng chủ sở hữu muốn có lợi nhuận và nhân viên thì muốn có kế sinh nhai. Xác định mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp không phải là quá trình dễ dàng. Collins và Porras đã gợi ý những mô tả nên mô tả những gì doanh nghiệp làm và kinh doanh, sứ mạng chẳng hạn. Sau đó hỏi 5 lần tại sao điều đó quan trọng. Mặc dù tỏ ra đơn giản nhưng câu hỏi tại sao điều đó quan trọng sẽ giúp gợi lên chính giá trị một doanh nghiệp muốn mang lại cho cộng đồng, giá trị cốt lõi. Cấp quản lý có trách nhiệm xác định 4 hoặc 5 giá trị để hướng dẫn các chọn lựa và hành động của tất cả các nhân viên và người thực hành. Những giá trị cốt lõi này phải rất cơ bản, xác thực được với những gì mà doanh nghiệp tự nhìn nhận về mình và cách làm kinh doanh của mình, sao cho chúng không bị hy sinh vì lợi ích ngắn hạn. Không có tập hợp giá trị nào là hoàn toàn đúng với doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi phải phản ánh được những phẩm chất cơ bản mà doanh nghiệp muốn sử dụng để định hướng các hoạt động và quyết định của nhân viên và người thực hành, nhưng chúng cũng không được quá tách rời thực tiễn của doanh nghiệp đến mức mà không thể thực thi và gây ra hoài nghi. Hơn nữa, quá trình xác định những giá trị cốt lõi sẽ ảnh hưởng từ kích thước mà người ta hiểu, chấp nhận và làm theo chúng. Các bên liên quan càng tham gia nhiều vào việc hình thành giá trị cốt lõi thì càng có khả năng những giá trị này phản ánh chính xác doanh nghiệp và được các thành viên cũng như các bên liên quan chấp nhận, tầm nhìn về một tương lai mong đợi. Các chủ sở hữu và nhà quản lý có trách nhiệm thường hình dung lâu dài mục tiêu và mục đích và đích đến của doanh nghiệp và có vai trò của nó trong cộng đồng. Các mục tiêu phải bao gồm trách nhiệm và cộng đồng có bên liên quan ngoài doanh nghiệp. Chúng phải bao hàm những cân nhắc về các yếu tố chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội liên quan. Từ tầm nhìn này sẽ tỏa ra mục tiêu đích đến và kết quả mong đợi thông qua chiến lược và kế hoạch hành động của doanh nghiệp. Ví dụ rõ nét mô tả tương lai phác họa thuộc về tầm nhìn của công ty Sony được trích dẫn trong một phần ở trong mục 5.6 tầm nhìn được hình thành trong những thập niên 1950 khi Nhật vẫn còn đang hồi phục từ sự tàn phá của Thế chiến thứ hai. Nó bao hàm mục tiêu dài hạn táo bạo và mô tả những tương lai được phác họa rõ nét. Các tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi của quản lý. Doanh nghiệp dù ở quy mô và loại hình nào thì đều đang gặp phải áp lực ngày càng tăng từ nước nhà, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để chứng minh hành vi kinh doanh có trách nhiệm của mình. Các tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi quản lý tạo ra hướng dẫn cụ thể, nhưng những hướng dẫn này đòi hỏi phải có một hoạt động nhất định và phải hạn chế một số hoạt động khác, không giống như những hạn chế về phương tiện đối với hoạt động quản trị và các tiêu chuẩn, quy trình, tiêu chỉ ở trên chỉ đề ra những định mức mà thôi. Như thảo luận ở trong chương 3 thì API hoạt động ở cả 4 cấp độ danh tính: sự tuân thủ, quản lý rủi ro, nâng cao uy tín và giá trị gia tăng đối với cộng đồng. Các tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi thường được đề ra trong một số tài liệu cơ bản, bộ nguyên tắc hướng dẫn, bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những chính sách cụ thể. Mặc dù trong này thảo luận cách thức phác
thảo bộ quy tắc đạo đức kèm theo một số ví dụ, nhưng không có cách tiếp cận nào là đúng nhất. Ví dụ doanh nghiệp có thể phác thảo các tài liệu cơ bản này một cách riêng biệt hoặc tổng hợp thành một bộ tài liệu duy nhất. Các nguyên tắc hướng dẫn. Doanh nghiệp sẽ tìm thấy giá trị khi thiết lập một số nguyên tắc chung để hướng dẫn nhân viên và người thực hành với một niềm tin cốt lõi là làm nền tảng một tuyên bố về các nguyên tắc chung giúp nhân viên và người thực hành đưa ra những sự lựa chọn và hành động. Tuyên bố về các nguyên tắc chung sẽ cụ thể hơn những niềm tin cốt lõi nhưng khái quát hơn bộ quy tắc đạo đức. Với một số doanh nghiệp như Robert Duck Shell, tài liệu hướng dẫn cơ bản của một công ty này đó là tuyên bố về các nguyên tắc kinh doanh chung. Một bộ quy tắc khác ở cấp quản lý được xem xét là một tác động toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Các tuyên bố về các nguyên tắc hướng dẫn chung thường dễ tiếp cận đối với nhân viên và người thực hành vì chúng ngắn hơn nhiều so với bộ quy tắc đạo đức thông thường. Tuyên bố nguyên tắc có thể chỉ là một câu văn hoặc là một các đoạn văn ngắn và thường không dài hơn thế. Một cách tiếp cận phổ biến khác với quy tắc hướng dẫn là liệt kê những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp kèm theo một số nguyên tắc hướng dẫn và cách thực hiện dưới giá trị mỗi giá trị. Ví dụ, xem trích từ tuyên bố về giá trị cốt lõi của công ty Chivita Brands International trong 1.5.8. Một ví dụ khác là United Technologies Corporation. Tập đoàn này đã đề ra 5 cam kết: kết quả kinh doanh, đi đầu đổi mới, phát triển nhân sự, trách nhiệm xã hội và giá trị đồng sở hữu. Quy tắc đạo đức. Thông thường, bộ quy tắc đạo đức là phương tiện hàng đầu để cấp quản lý sử dụng để hướng dẫn nhân viên và người thực hành những gì được trông đợi ở họ thông qua cách tiến hành kinh doanh. Thật vậy thì đa số các công ty lớn toàn cầu hiện nay đều có bộ quy tắc đạo đức riêng. Bộ quy tắc minh họa cam kết của cấp quản lý sẽ đáp ứng tất cả những tập quán và hành của ngành và quy định của chính phủ. Bộ quy tắc đạo đức nhắm đến những tiêu chuẩn hành vi và quy trình tối thiểu để hạn chế rủi ro nợ cũng như là rủi ro thiệt hại uy tín của doanh nghiệp. Điều quan trọng là không nên quá chú trọng vào một bộ quy tắc đạo đức. Đa số nghiên cứu cho thấy bộ quy tắc quan trọng không phải vì những điều khoản cụ thể trong đó mà là do có một bộ phận chương trình hay chiến lược khuyến khích hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Tuy nhiên, vì là một bộ phận chương trình đạo đức kinh doanh nên bộ quy tắc cũng là thành phần thiết yếu của quy trình kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan cả trong lẫn ngoài doanh nghiệp. Tuân thủ pháp luật. Khi thiết kế một chương trình đạo đức kinh doanh thì doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ tất cả luật và quy định điều chỉnh lĩnh vực thương mại của mình ở địa phương, nước ngoài và quốc tế. Bản thân bộ quy tắc không ghi rõ chi tiết của luật, tuy nhiên chúng sẽ đề ra chính sách tuân thủ luật nói chung và chúng có thể tham chiếu những đạo luật có thể ứng dụng cụ thể vào hành vi kinh doanh của một doanh nghiệp như quản trị doanh nghiệp, các tập quán ở nơi công sở và quan hệ với các quan chức nhà nước. Bản chất chung của bộ quy tắc đạo đức cũng như các vấn đề được đề cập ở trong là khác nhau giữa Liên minh châu Âu và Mỹ. Các bộ quy tắc ở Mỹ thiên về sự tuân thủ và mang tính pháp lý hơn, vì luật ở đây là có khuynh hướng để các vấn đề kinh doanh cho khu vực tư nhân tự quyết định. Luật cũng nhắm vào giải quyết những rủi ro kinh tranh tụng. Còn ở Liên minh châu Âu thì các bộ quy tắc có khuynh hướng tập trung nhiều hơn vào trách nhiệm xã hội. Trọng tâm khác biệt này là một phần là do nhiều vấn đề được đề cập trong bộ quy tắc ở Mỹ là do luật và quy định xử lý của nó EU là do các cá nhân hoặc các điều khoản hợp đồng của hội đồng lao động chi phối. Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành. Thông thường ABI là thành viên của ngành và là một cộng đồng nào đó. Chủ sở hữu và nhà quản lý phải xem xét các vấn đề tiêu chuẩn và quy trình cụ thể của ngành để có đó nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành. Những tiêu chuẩn ngành được cải thiện sẽ làm tăng tính minh bạch và sự tin tưởng trên các thương trường và chúng cũng giúp nâng cao uy tín của toàn ngành. Có thể xem ví dụ về tiêu chuẩn ngành liên quan đến phạm vi của bộ quy tắc đạo đức về những quy định giao dịch mới được ban hành gần đây của thị trường chứng khoán New York. Bảo vệ môi trường, bộ quy tắc đạo đức cần phải thể hiện những tiêu chuẩn quy trình và mong đợi của một doanh nghiệp liên quan đến môi trường, các chính phủ, cộng đồng địa phương, NGO và các tổ chức quốc tế ngày càng sử dụng nhiều ảnh hưởng của mình để thúc đẩy những tập quán lành mạnh của doanh nghiệp liên quan đến môi trường. Tôn trọng các quy phạm văn hóa. Bộ quy tắc đạo đức phải thể hiện sự tôn trọng đối với các quy phạm văn hóa của xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt nếu đó là một doanh nghiệp xuyên quốc gia. Có một số vấn đề của hành vi kinh doanh có trách nhiệm tỏ ra khá nhạy cảm với yếu tố văn hóa như đối phó với mâu thuẫn lợi ích, nhận và tặng quà, lưu niệm, chi hỗ trợ bôi trơn, thuê mướn người thân và bạn bè, tìm kiếm lời khuyên và báo cáo sai phạm, cụ thể là báo cáo sai phạm, vì sẽ chạm đến những giá trị văn hóa sâu sắc và kể cả quá trình lịch sử gần đây sẽ thảo luận ở trong chương 7. Cách xử trí tốt nhất với những sắc thái văn hóa này là yêu cầu các chi nhánh vùng của doanh nghiệp phác thảo chính sách địa phương và nộp lên để phê duyệt. Hướng dẫn phát triển bộ quy tắc. Quy trình phát triển bộ quy tắc đạo đức cũng quan trọng như chính bộ quy tắc.
Việc thu hút sự tham gia của các bên liên quan, chứng minh cam kết của các quản lý và tôn trọng những nhận thức cốt lõi sẽ tạo nên những tuyên bố rõ ràng về giá trị mà doanh nghiệp đang nhìn nhận. Hơn nữa, quá trình này là bước quan trọng để hướng đến việc tái củng cố những khía cạnh mong đợi của văn hóa tổ chức. Các điều khoản tạo cảm hứng so với các điều khoản bắt buộc. Một số tác giả phân biệt được điều khoản trong quy tắc có khả năng tạo cảm hứng và với các điều khoản bắt buộc. Các điều khoản gây cảm hứng được cho là điều mà nhân viên và người thực hành muốn nhưng không phải chịu trách nhiệm giải trình vì chúng. Còn các điều khoản bắt buộc sẽ ràng buộc trách nhiệm giải trình của nhân viên và người thực hành và sẽ kèm theo hình thức kỷ luật nếu như vi phạm. Các tiêu chuẩn quy trình và mong đợi của doanh nghiệp là nhằm mục đích hướng dẫn nhân viên và người thực hành xử lý các vấn đề về thực tế. Chủ sở hữu và nhà quản lý cần mong đợi nhân viên và người thực hành chứng tỏ sự ý thức về tất cả những tiêu chuẩn liên quan có khả năng xét đoán tốt. Nếu chuẩn mực nền tảng là áp dụng khả năng xét đoán tốt thì chúng ta khó có thể cho rằng bất kỳ tiêu chuẩn nào đáng để đưa vào bộ quy tắc đạo đức cũng đều thuần túy có tính khơi gợi. Quan điểm tốt hơn là phải là một điều khoản đáng được đưa vào bộ quy tắc thì nó phải được tuân theo. Đối với những tiêu chuẩn của quy tắc cụ thể, khả năng xét đoán tốt ít khi đưa người ta đến việc vi phạm. Khi nguyên tắc bị vi phạm, kỷ luật là hợp lý với trường hợp có chủ ý phạm quy. Với những điều khoản khái quát như các giá trị hay nguyên tắc thì vẫn cần có khả năng xét đoán tốt và sẽ là không hợp lý để mô tả những điều khoản này không thực thi được. Mặc dù người nhân viên có thể không bị kỷ luật theo đúng nghĩa nhưng không thể bỏ qua việc anh ta thiếu kỹ năng xét đoán tốt, những điều chỉnh, cập nhật và cải tiến bộ quy tắc. Mặc dù bộ quy tắc đạo đức là một tài liệu cơ bản, nó không phải là trạng thái tĩnh để hiệu quả, nó phải được dự báo sự hướng dẫn mà các nhân viên và người thực hành sẽ cần để xử lý thích hợp với những thách thức mà họ gặp phải. API nên hoạch định ngay một bộ quy tắc nhằm giám sát chặt chẽ những thay đổi trong bối cảnh liên quan, văn hóa tổ chức và mong đợi của các bên liên quan, qua đó điều chỉnh, cập nhật và cải thiện bộ quy tắc. Định dạng bộ quy tắc. Một tác giả từng theo dõi các xu thế phác thảo bộ quy tắc của đạo đức đã nhận ra rằng đa số đều áp dụng một hơn nhiều và định dạng sau. A. Quy tắc tuân thủ những tuyên bố cụ thể hướng dẫn và ngăn cấm một số hành vi nhất định. B. Cương lĩnh công ty, những tuyên bố chung bao quát về các cam kết của công ty đối với những người tín nhiệm, các giá trị và mục tiêu. C. Tuyên bố về triết lý quản trị, phát biểu chính thức của công ty hoặc cách thức kinh doanh của tổng giám đốc CEO. Một tác giả người Úc phân biệt sâu hơn định dạng và mục tiêu của các bộ quy tắc đạo đức kinh doanh thành 3 loại. A. Quy tắc đạo đức, những tuyên bố về các giá trị và nguyên tắc xác định mục tiêu của một tổ chức. B. Quy tắc thực hiện, hướng dẫn và chỉ đạo ra quyết định. C. Quy tắc hành vi, hành xử, mô tả hoặc tiên liệu một số hành vi nhất định. Tác giả viết, thực tế các doanh nghiệp có khuynh hướng sử dụng nhiều phối hợp của mỗi loại quy tắc với nhiều loại tên gọi khác nhau. Chính sách về hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Khi đã hình thành tập hợp các nguyên tắc hướng dẫn, bộ quy tắc đạo đức hay cả hai thì quá trình thiết lập các tiêu chuẩn đầy đủ vẫn chưa hoàn tất. Để giữ cho tài liệu quan trọng này tương đối súc tích, doanh nghiệp thường công bố phần lớn chi tiết về các phòng ban chức năng cụ thể như đánh giá nội bộ hoặc là hợp đồng của nhà nước dưới dạng chính sách hoặc quy trình. API cũng nhằm đến các lĩnh vực rủi ro và cơ hội để cụ thể để nâng cao uy tín hoặc giá trị gia tăng cho cộng đồng. Một số vấn đề cơ bản được nêu trong bản tính API 6 như đạo đức, tuân thủ và các kỹ năng trách nhiệm cùng chính sách, đường dây nóng, hỗ trợ và quy trình, còn có nhiều vấn đề khác. Các chương trình đạo đức kinh doanh hiệu quả được thiết kế đặc biệt cho những thách thức hàng ngày của từng doanh nghiệp, phong cách quản lý và văn hóa tổ chức của nó. Ví dụ, chương trình đạo đức kinh doanh toàn diện của HCA, một công ty lớn chuyên về chăm sóc y tế của Mỹ, có đến 20 chính sách và quy trình cụ thể về tuân thủ và đạo đức, cùng hàng chục chính sách và quy trình liên quan từ các phòng ban khác. Các chính sách này bao gồm chính sách và quy trình phát triển, các đường dây nóng nội bộ và các vấn đề đạo đức, cơ chế tự báo cáo những vi phạm luật hay quy định cụ thể, tác phong kinh doanh đối với các nguồn giao dịch tiềm năng, giải trí trong kinh doanh, tập huấn xúc tiến bán hàng, chấp nhận quà tặng nhằm ghi nhận nỗ lực tự nguyện, cán bộ phụ trách vấn đề đạo đức kinh doanh và tuân thủ, phổ biến và tập huấn quy tắc đạo đức, quản lý hồ sơ các hợp đồng về chương trình đạo đức kinh doanh và tuân thủ, báo cáo quý của phòng chuyên trách vấn đề đạo đức và tuân thủ, tập huấn cho các cấp quản lý cấp cao, các sự kiện có thể báo cáo. Không có định dạng đối với việc ban hành chính sách hay quy trình mẫu minh họa trong nghị định 5.1 là do HCA cung cấp các điều khoản tìm hiểu trong bộ quy tắc đạo đức. Cách tốt nhất để cân nhắc những tiêu chuẩn quy trình và mong đợi nào nên đưa vào bộ quy tắc đạo đức là cố gắng dự liệu từ quan điểm của các bên liên quan những quyết định khó khăn mà nhân viên và người thực hành có thể gặp phải. Với cái tiệm cận này, hãy xem xét bao hàm những mục được mô tả dưới đây, kèm theo đó là những ví dụ về cách thức của một số doanh nghiệp xử lý các vấn đề cụ thể sử dụng ở bằng tính API 7 ở cuối chương sẽ giúp ta đảm bảo rằng mọi tiêu chuẩn quy trình và mong đợi cần thiết đều sẽ được xem xét. Các tài liệu dẫn nhập.
nên đưa vào những tài liệu nào? Tại sao các tài liệu dẫn nhập phụ thuộc nhiều vào tình huống, nhu cầu và văn hóa của doanh nghiệp? Chúng nên bắt đầu tuyên bố về những niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp như các ví dụ được nêu ở trên. Một điều khoản nên có là sự không thừa nhận chịu trách nhiệm, ví dụ như tập đoàn Motorola, tránh tạo ra những mong đợi không thực tế và những nghĩa vụ ngoài dự tính bằng cách tuyên bố không thừa nhận hay chịu trách nhiệm những phần mở đầu trong bộ quy tắc của công ty. Các tuyên bố không thừa nhận chịu trách nhiệm được đề nghị vì một số tòa án đã xem những văn bản tương tự như lời hứa mà các bên liên quan có thể dựa vào đó mà làm bằng chứng. Chủ sở hữu, doanh nghiệp cần có mối quan hệ và trách nhiệm gì đối với chủ sở hữu, tại sao và xem xét thì hãy xem xét những điểm sau đây: tối đa hóa giá trị của cổ đông, giảm thiểu rủi ro cho cổ kinh doanh, sử dụng cẩn trọng nguồn lực kinh doanh, có cung cách hoạt động hợp pháp và đạo đức, ngăn chặn tình trạng mua bán tay trong, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường, khách hàng hay người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần có mối quan hệ và trách nhiệm gì đối với khách hàng? Xem xét những ví dụ sau đây: cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng, an toàn, đại diện cho sản phẩm hay dịch vụ, thông tin rõ ràng để tránh sự hiểu lầm, bảo vệ thông tin mật, ngăn chặn hối lộ hoặc lại quả, quản lý quả biếu và tiếp khách, kèm thêm các điều khoản về khách hàng nhà nước, kèm thêm các điều khoản về khách hàng chính phủ nước ngoài, đảm bảo quy trình lập chứng từ chính xác, bảo quản tài sản của người khác, ngăn ngừa đối thủ cạnh tranh làm phương hại uy tín, đảm bảo cạnh tranh công bằng, thu thập thông tin thị trường một cách hợp pháp và đúng đắn. Nhân viên và doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có mối quan hệ và trách nhiệm gì đối với nhân viên? Thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy cơ hội bình đẳng và chống sự quấy rối, tạo môi trường thanh bình. Tôn trọng quyền riêng tư, thúc đẩy an toàn và sức khỏe nơi công sở, duy trì kỹ năng và năng lực, ngăn ngừa việc lạm dụng tài sản, ngăn ngừa bạo lực nơi công sở, quy định việc sử dụng quỹ công ty, quy định việc sử dụng email và máy tính của công ty, ngăn ngừa sự mâu thuẫn về lợi ích, quy định các hoạt động kinh doanh bên ngoài, quy định về quà biếu, giải trí, tiếp khách, quy định về đàm phán tập thể, thúc đẩy nhân quyền và loại bỏ lao động trẻ em, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty, quy định về việc làm thêm ngoài công ty, khuyến khích việc tự phát triển và học hỏi liên tục, quy định việc thuê mướn người thân, đảm bảo lưu trữ hồ sơ và sổ sách chính xác, lưu giữ hồ sơ các đối tác, nhà cung ứng và các cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp cần có mối quan hệ và trách nhiệm gì đối với các đối tác? Đối xử công bằng với tất cả nhà cung ứng, quy định về việc nhận hay tặng quà và bồi dưỡng, tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác, bảo vệ dữ liệu thuộc sở hữu riêng của người khác, sử dụng phần mềm theo đúng mục đích ban đầu của nó, đòi hỏi các nhà tư vấn cung ứng phải hành động một cách hợp pháp và theo chuẩn mực tiêu chuẩn đạo đức. Đối thủ cạnh tranh, với đối thủ cạnh tranh, đối xử đúng mực với đối thủ cạnh tranh, chiến thắng dựa vào giá trị của sản phẩm và dịch vụ, ngăn ngừa việc so sánh và gây phương hại uy tín của đối thủ cạnh tranh, ngăn cấm việc dẫn dụ người khác phá bỏ hợp đồng ràng buộc với đối thủ cạnh tranh, không khuyến khích việc thảo luận về giá, chi phí và marketing hoặc là kế hoạch sản phẩm với phía cạnh tranh, cấm những phương pháp thu thập thông tin cạnh tranh phi pháp hoặc phi đạo đức, ngăn ngừa sự cạnh tranh không công bằng, khuyến khích việc thực hiện các nguyên tắc cạnh tranh tự do, cộng đồng và chính phủ, tuân thủ nội dung và tinh thần của luật pháp, thúc đẩy các mối quan hệ tốt với đối thủ cạnh tranh, tuân thủ luật và tập tục của địa phương, thúc đẩy các tập quán chống tham nhũng, loại bỏ các tập quán tham nhũng ở nước ngoài, quy định những đóng góp chính trị, quy định hoạt động chính trị, tiếp nhận người địa phương, thúc đẩy sự phát triển bền vững, tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền, tuân thủ luật chống tẩy chay, tuân thủ luật xuất nhập khẩu, công khai những vi phạm và các tự nguyện hợp tác với các cơ quan thẩm quyền, khuyến khích những đóng góp thiện nguyện, khuyến khích làm tình nguyện của nhân viên, bảo vệ môi trường. Chương trình đạo đức kinh doanh, một chương trình đạo đức kinh doanh cần bao hàm những vấn đề sau: cơ cấu và hệ thống tuân thủ và đạo đức trách nhiệm của nhà quản lý và giám sát, cần tránh sự xuất hiện không phù hợp, giám sát và phải đánh giá các tập quán nhân viên có nghĩa vụ báo cáo vi phạm, việc không tuân thủ, không phát hiện sai trái, các phương pháp tìm kiếm lời khuyên và báo cáo sai trái, chính sách liên quan đến báo cáo giả hay báo cáo sai, phản ứng của doanh nghiệp về báo cáo, chính sách về hành khách, chính sách về khách hàng, nhà cung ứng và liên lạc đại lý, tính bảo mật và chính sách không nêu danh tính, chính sách không trả đũa, chính sách đối với sự sai trái của nhân viên, chính sách tưởng thưởng hành vi đạo đức, lưu trữ hồ sơ liên lạc với giới truyền thông, trách nhiệm giải trình của cá nhân, nghĩa vụ ký kết ghi nhận các nguồn lực. Chương trình đạo đức kinh doanh bao gồm mô hình ra quyết định đạo đức, ví dụ về tình huống nghiên cứu, số điện thoại liên lạc, quy trình thiết kế đánh giá và chấp thuận, quy trình thiết kế đánh giá và chấp thuận, bộ quy tắc đạo đức theo sau quy trình được mô tả trong chương 4, bộ quy tắc và các chính sách hỗ trợ sẽ không được chấp thuận chỉ khi nào tất cả các tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi cũng như những chính sách thực hiện và cơ sở hạ tầng được thiết kế và chấp thuận. Ok, và đây cũng chính là
chức năng, tiêu chuẩn, quy trình và mong đợi được có một RPE hay còn gọi là doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến cuối video nha. Nếu như mọi người cảm thấy có ích thì có thể để lại like, share và subscribe cho kênh YouTube của Sinh viên Edit. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video